Riot phủ nhận giới tính của Varus ở một số nước châu Á. Trong liên minh, có không ít vị tướng thuộc giới LGBT và được cộng đồng ủng hộ vô cùng nhiệt tình. Vậy nhưng thời gian gần đây, cụ thể hơn là vụ việc của Grace đã làm nổ ra rất nhiều luồng ý kiến trái chiều. Cho tới hôm nay, Riot lại gây tranh cãi về vấn đề LGBT khi đưa ra những chỉnh sửa khá nhạy cảm liên quan tới Varus trong game huyền thoại Runeterra. Theo cốt truyện, bản thân Varus không phải người đồng tính, nhưng bên trong anh lại có hai thợ săn đồng tính người Aeonia là Vanma và Kai. Kết quả là khuôn mặt của hai thợ săn này đã bị làm mờ ở một số quốc gia châu Á. Sau khi biết việc làm mờ này, nhiều game thủ cho là Riot đã cố phủ nhận giới tính của Varus, hay chính xác hơn là các nhân vật bên trong anh. Mục đích của điều này là để huyền thoại Runeterra tiếp cận dễ dàng hơn với một số quốc gia nhạy cảm về vấn đề LGBT. Trên thực tế, đây không phải lần đầu tiên Riot chỉnh sửa hình ảnh trong game vì vấn đề LGBT. Trước đấy, thẻ bài quý tộc đỏ Crimson Aristocrat cũng được công ty âm nhạc âm thầm chỉnh sửa ở một số quốc gia châu Á. Hiện nay, việc Riot động tay với hình nền của Varus vẫn đang thu về rất nhiều ý kiến trái chiều.